quạt miền chiết sở văn được nông luôn quạt mưa pel phong nắng á nó pe là quạt bạc tấu tọt đo cái lại nó miền pleu bay chơi sẽ làm tại à trăng đi ở tàu ba này bật tàu trăng cứ pleu toa bạn này đặt toa bà lại đừng mỏng nè nè đại chấm nói đại thua ơi xạ sọp nước bao trôi bà lại cứ chẳng hãy tự này cứ tự tự soi lưu tự soi để bà lại lưu tự soi chẳng là cái lại tận năng bà sân chỉ có bọt chuối nhọt ấy thì bà bọt năng tập đó bà tu bay kháng sai nhiệt ở phục quạt song sai tha ni chỉ rương khi ta cam cả đói phần tay sa mặt ở cách quạt mưa ẩm pi sla sanam đa sợi dây này bạn bật lan khơi sanam còn lan ban bảy chia chia bật thom tha ca slap độ bỏ sợi dây này mình men chia ẩm bơ khi ta cam tì cứ chỉ rương bạc lan châu không bà lai được luôn anh dạng bất bà còn tụ bay bay cái chọn này cả đôi bay cái chọn này là biết đấy bạc tao rồi hỏi lẹ châu không à chấm nót bà lai nâng việc vô thưa ơi đà lan nâng cả lạp bị bay ta lọp tàu rồi miêu tới để thưa ơi bay cái chọn này cái kịch thành chân bạn chẳng chắp tăng pì khmui sợi dạ sọp này trâu bàn vào đây sạp tàu sạch nhiệt bạp thà quát hạ bệ đôi chìa miên à rong mình nâng nổ tu bay ca chô sẽ đây tận đăng pi nạp xe như dạng na cả đôi tay không xe nếu tay ở mình phòng được tu lên và đôi sốc chất tha nâu mình ai nâu chứ mùi mà đai ở bục và quát pê khá lạc quát chô chất hô chốc chứ mùi nâng mất phép sổ văng khăn à bạn thấy mình men ban đây thay quạt đa phật chỉ riêng rồi thằng ấy thì chẳng dây thay quạt đa phật phê lên miền bị thi chụp liêng cô ca bốn chụp chỉ mùi một phép và quạt cứ quạt tay để hộp cho anh tìm nó bà nếu không bị thi bà nếu để tam sạch nhiệt bỏ quạt gì ta đã bây ở chất mà đây ở bụng xa xóp quạt bẩn to ở thua ca sớp bằng kết bật thêm ta ta cả lần này đi câu nó bỏ cọt slap đôi xa ta bạc lan thẻ bà lai đôi khuôn ấy rứ có miên ẩm phơ khiết ta cam na mũi trong phân phóng thưa khiết câu nó bỏ cọt bật bỏ cọt mà bà tam xạ xây để chi chìa mũi nó cọt tha bà tam cọt kết đôi chìa nẹ bạc lan rụm nít cọt chìa nẹ bạc chốt bà lai đôi khuôn ấy thì bà bỏ cọt chanh tầm tịch tao cọt tha cọt tam mới đây có thể phải là niên cho phi lan món đa rồi mua một tổ đúc sao tôi khuyên lan bỏ họ để giật tay đồng cô nước chưa thật bao thâu bạc khuyên lương tôi niên rồi một tổ toàn khuyên sao ta chồng bạc lương đấy mà tốt bạc lên khuyên lương làn chà lên khuyên lương làn hãy nói có ăn chào bảo rõm thật thì bọt tập lâu nạp xe tiết là lấy khuyên lương lãn đấy làm một tổ đúc một thoa mà ra tao tại toàn là phục ta bạn đang thả bật côn bạn một xu nẹt để tàu cho muối nước bạn xạ số tam đàn lán mới tới khơi lẹ làm con lán lẹ trôi không phải lái bạn đang thả làm lán chỗ là ở kia trôi riêu ta trôi riêu bạn khơi pa là lán bạn đang thả đi chỉ lán côn là bọc quạt tụi mốt bạn đang tháo xạ sọp được không nè hàm ta hay bạn đi tụi ta nên chuẩn tẹt tông nâng sạch tay mà nẹt bạn lẹ phải lái để sòng say thật hiện thực cảm vấn đề ở khang sâm